chào mọi người, mọi người cùng cắm hoa với mình. Bữa nay trời thật mà. Bố như ở Đồng Tiến đi chợ Đồng Tiến hơn 1.000 công nhân nữa đây. Đồng Tiến chưa? Chắc là đơn hàng nhiều. Lại Tiến. Thế là người ta cũng bủa mất mê rồi. Cái xuống nó chắc không còn tưởng tổ chức ăn bữa rồi. Xuống nhà thức nó chắc không còn tổ chức ăn 8 tháng 3 chờ. Không mấy nhà. Có mấy thằng, thằng thì đi ngược, thằng đi chui, còn thằng đến nhà. Lúc ngày cái nước uống buồn mới chắc thì được uống thằng. Mấy thằng trẻ thì không nói. Rồi còn mấy thằng già nó thì bác béo bác biểu là có mỗi thằng thích mỗi kiểu trời chiều tăng được. Thằng cha lương thì uống rượu, tôi uống chè, thằng cha biết hát đánh bài, đánh ngồi với chắc. Hay nhưng mà hắn xích mất cái cạnh nè. Trời, anh đẹp đấy nhỉ. Đẹp một chút nó lại mưa nhá. Thế hôm tuần quán mưa giảm hộp nhỉ. Đi lại báo đang mưa rồi, rét mày. Mưa là không biết lại. Tuần quán mưa giảm hộp thật đấy. Thế mà nó sẵn sáng mà đèn cho nặng rồi ngồi đấy rồi. Quần áo phơi có 5 ngày thì khổ. Đã mưa thì mưa lên cái nha. Bánh mì ăn có loại 8 mà em có loại 9. Đang nghĩ trò hoàn chết. Nghĩ bánh mì có đơn giản thì không mất không đồ kiểu A nữa. Qua tháng nhà sang dịch bắt thắng nữa, bắt thắng mà cưới nó cử mà cưới nó cũng thì tính đám cưới nhà cô đi mất 200 này, dùng chung mai 200 là 4 này, tính nhà bà sang 200 là 6 này, dùng tính 200 là 8 này, 8 cái thì đó mấy cái đám trên đường tiến là khoảng độ 3-4 nhà bà này. Sang mùng 7 tháng 2 ngày 20 sau mình nhận đính mà anh cho con nhóm đính nha thì nhóm đính chứ nhóm giật lời tháng sau nhưng mà tháng sau ba cái đám cưới liền rồi còn nhà thằng nữa như các vua có đi không này thì các vua chắc phải đi chứ như thằng hiếu bệnh nữa hiếu bệnh là nhà bệnh đang trả nợ nần chi đấy nhưng mà đừng đi chào cha đi không nợ nần thôi đi giới này chữa thì đi thôi chứ không giàu thì không thể chữa bởi đâu. Ôi trời ơi, tiền là cái gì mà nó khốn khổ thế chứ mà các cụ vẫn đang giỏi ông thì sao để có tiền chết thôi.
Thì con mai thay chuối. Mày em bán mình mà nó có cây búa vô nghiền nát bùng khám. Đấy, con bắt không được con từ mai cái đây bán kéo chuối rồi, từ khai đấy. Không đấy. Ừ. Bổ cua mày rồi. Bác cái chế này cho bán. Mình nó hoàn thành xong cái bình hoa này rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Cái máy hút bùn mà hoa hút được nữa, em cho mặt. Ừ, mà ông nằm rồi đấy. Ừ, mà đi ăn mình bộ nó chuyển mai. Hơn một tập viện. Xin chào mọi người. Nhưng mà chăm phương thì có khi không chứ được có phút lấy cái chồng thì nó chê. Rồi. Ôi, nhóm khang rồi, phút phải đi rồi, con cổ đó, ăn cổ nó. Khang luôn kinh khủng. Lấy được lấy luôn ông Hồng. Chắc là bà có phân biệt đâu. Phân biệt ông Hồng Hương thế nhỉ. Không phân bày nhá. Quế cũng phân bày cái quyền cái ông Điển nha. Anh Điển anh có mặt là sai răng. Anh bỏ anh ấy chấp chảy được mà anh nhìn nha. Mình chảy tầm bú cặt. Con bú cặt toàn rồi. Ông quyền mà cũng mới chứ nè. Ồ quyền nó cổ con vít đây rồi. Đang màn nhà nha, toàn dũng quá to rồi. Cái múc muỗng này đang bốn múc. Anh Quyền nó cũng có việc quanh năm ấy nhỉ. Năm mình ăn cái nhà nó có được bài chọc không? Mình công thảo của mình cái màn chưa tính. Cốt nhà chuyển với cao gần bằng cái nào kêu không bạn giống chứ tổng là 2.5 m 10 phút cao xuồng à thầy xuồng đó anh như nhở cái đó mong sợ ông nhìn đi ban nãy xin lỗi mới có mấy ngày nhở vẫn nay mới 18 mới có 3 ngày con cô ấy vẫn nay cho mày sao anh như nhở cái hốc bé phốt lành không còn chưa chết áo nữa thôi. Tao cái đồ rằng nữa, nắp ống nữa, nắp con nữa, bố nắp nữa.